Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là 23 tháng 3 năm 2024. Hôm nay thì nhà em lại tiếp tục về hàng, có một số mặt hàng mới thì điểm danh cho các bác. Hôm nay bên em lại tiếp tục về, đó là thùng đựng pin lithium nhá. Đây thùng nhà em, thùng xếp lót đây. Phụ kiện thì có đây, cái này là long đen để bắt cho cái cọc pin này. Đây là đệm vênh này. Đấy, còn cái này là long đen để bắt màn hình. Đây là thanh lấy mẫu này. Cái này là tai bắt thùng. Lắp thùng, đây là lắp thùng của hàng Zika. Zika thì không có màn hình nên cái lắp này sẽ kín nhé. Còn cái lắp thùng của mà xếp lót thì là nó sẽ có lỗ như này. Đây có màn hình ở đây. Bên em về mạch BMS của hãng xếp lót đây. Đây. Mạch xếp lót thì bên em hôm nay về là có gồm loại 200A và loại 100A nhé. Nhiều bác thích dòng 100A, còn chủ yếu nhà em làm thì toàn làm 200A là chính thôi. Đây, đây là phiên bản xếp lót mới nhất này. Đây, con này là 12 tháng 3 năm 2024, 48200-1101-10E-SEC08-16S. Con này là bản 200A này. Đấy. Còn đây là các cái dây của nó này. Đây là dây màn hình nhé. Đây là công tắc Zika này. Đây là cái dây này là dây của cái dây này dây nguồn. Đây là dây công tắc này. Đây là mạch mạch xem lót này. Đây hôm nay bên em về quạt. Quạt này thay cho biến tần Suhr, thay cho biến tần nhiều loại biến tần lắm. Segatech chẳng hạn, Suhr hoặc Saco là nó chạy cái loại quạt này. Quạt này của bên em là quạt 12V 0.5A, có 3 dây nhá. Quạt 3 dây đây. Đấy. Ở đây chẳng hiểu sao lại lên 4 dây nhỉ. Đầu này đầu 3 dây này. Đấy. Quạt đây. Để thay cho các cái biến tần nó bị lỗi 01 ấy. Cái quạt này có giá là 250 một cái nhá. Một đôi của nó 500.000. Bác nào có nhu cầu thì những cái máy biến tần, ví dụ Segatech, Saco hoặc là các cái máy em quên mất tên rồi, nó bị lỗi 01 thì mọi người thay cho em cái quạt này. Quạt 3 dây và quạt 4 dây. Ở đây là xem nào. Đây quạt 4 dây đây. Đấy, 3 dây và 4 dây này. Đấy. Bình thường mua là mọi người sẽ mua một đôi nhá. Của em về ở đây là 100 bộ. 100 bộ 12V 0.5A. Những cái biến tần nào bị lỗi 01 thì các bác mua cái quạt này. Biến tạ BMS đây. BMS này là BMS Zika, nó sử dụng cái rắc đây, rắc chạy cho thanh lấy mẫu nhá. Cái rắc này là đầu thanh lấy mẫu này, còn đầu này đầu cắm ở BK Zika, Zika nó có đánh số đây này. 4 này, 3 này, 2 1 này, đấy. Đây là mạch Zika bao nhiêu ạ? Mạch Zika 150. Rơi mất cảm biến nhiệt độ. Đây là mạch Zika nhé. Đây màn hình, màn hình của cái gì nhỉ? Đây là màn hình của BMS xếp lót này. Đấy. Các cái màn hình này thì đã được chạy phần mềm mới nhất rồi nhé. Màn hình của xếp lót. Tất cả những sản phẩm bên em trước khi gửi tới mọi người là đều được test ok hết rồi. Đây là cái rắc kết nối nhanh này. Cái rắc này là 200.000 một chiếc cả nhà nhé. Rắc kết nối nhanh này. Đây là đầu cọc của nó này. Đệm. Công tắc. Đây là mạch cân bằng Zika. Mạch cân bằng này là cân bằng 16S. 2 đến 16S, còn cái loại này thì có giá là 850.000. Còn cái loại mà 24S thì có giá là 1 triệu nhá. 24S thì nó đắt hơn, 24S thì em bán chủ yếu là cho xe điện. Còn 16S này là cho năng lượng mặt trời, là cho các cái bộ 48V. Đó là một số cái mẫu em về hôm nay. Đây pin đây. Pin bên em thì sử dụng thanh lấy mẫu bắt vào như này này. Đấy, còn cái này thì hàn nó sẽ lỗi vào đây này các bác này.
Đây là sử dụng mạch cân bằng 5.5. Mạch cân bằng 5.5 thì sẽ bắt vào đây. Trước mặt nó sẽ có cái mặt nữa. Còn đây là khối pin này. Khối pin này là không sử dụng thùng nhé. Không sử dụng thùng thì bên em sẽ quấn đai như thế này cho các bác. Đấy, bên em siết đai như này cho nó gọn và có thể khênh đi khênh lại được. Đây siết đai. Về pin lithium nhé. Đây mạch 5.5 thì đấu vào đây. Cái này là sử dụng cell Higer này. À xin lỗi, cell này là cell Batech. Cell Higer của em đây. Higer em còn có hơn một tầng thôi. Higer còn có hơn một tầng. Đây cell Batech đây. Cell Batech thì còn hơn 2 tầng. Tấm pin nhá, tấm pin thì em có tấm 450 là 1.6 triệu nhá. Tấm pin năng lượng mặt trời đây có 450 này. Đấy. 450 là 1.6 triệu, còn cái tấm Chila Solar là 1.950.000. Biến tần thì có biến tần Dyer 8kW, 6kW, 5kW, 12kW và 16kW. Nghĩa là dòng về Dyer. Đây là thanh lấy mẫu này. Thanh lấy mẫu này. Đây là thanh lấy mẫu của bên em. Thanh lấy mẫu này chưa hàn các bác nhé. Đấy, nguyên bản của nó một vỉ đây. Thanh lấy mẫu thì nó có thanh trái, thanh phải cả nhà nhé. Đây này. Thanh này của em thì em chưa hàn cái nhựa vào. Nguyên zin nó như thế đây. Đây thanh cell 1 của bên này là thanh cell số 16 này. Đấy là thanh cái cặp thanh lấy mẫu. Còn đây là cái mặt của cái BMS JK này. Đấy, đây JK mặt đây, ốc đây. Ốc này của bên em đây. Đây, ốc nhá. Ốc này của nó là 250 con này, ốc Elox 304 M8-16 này. Đây. Con ốc này nó có lông đen và có đệm vênh để vặn vào đây này. Đấy. Riêng ốc thì bên em sử dụng 100% bằng Elox rồi, các bác không phải lo. Ốc đây. Nhiều loại ốc lắm. Đây, ốc này nữa này. Rất nhiều ốc luôn. Cốt thì cũng vậy, cốt thì cũng nhiều loại cốt, nhiều mẫu cốt khác nhau. Đây là cốt 25-8 này. 16-6 này. Cốt 50-8 này. Đấy. Cốt 35 nữa, nhiều loại cốt. Cốt nhà em thì toàn cốt dày với cốt dài thôi. Đây, cốt to đây. Cốt này là cốt 70-10 này. Đây, đấy, nhiều loại. Đây, hoặc là cốt này là cốt 35-6 này. Đấy. 35-6. Đây, còn đây là cầu. Cầu này là cầu của Cell Higer nhá. Đây là cầu từ 8 viên nọ sang 8 viên kia này. Đấy, cầu này là cầu của 8 viên nọ sang 8 viên kia. Còn đây là cầu của Cell Batech. Từ 8 viên Batech này sang 8 viên Batech kia. Đây là ốc ốc Elox 304 này. Ốc này chuyên để vặn cọc pin này. Đây còn ốc này là ốc để vặn ấy đây. Ốc này là 412. Đấy, chuyên để vặn cái rắc kết nối nhanh vào trong vỏ này. Nhiều loại ốc lắm. Bên em chủ yếu là dùng 304. Đây cầu đây. Cầu đây. Đây nhiều loại cầu. Đây có cầu ngắn này. Cầu ngắn để bắt cho BMS này. Đây cũng cầu ngắn để bắt cho BMS này. Đây, còn đây là ốc của BMS này. Ốc này là bắt BMS xếp lót. Ốc BMS xếp lót. Còn đây là các cái bát. Đây cái bát thép này. Đây là màn hình. Đây. BMS đây. Đây là dây BMS xếp nót theo kiểu là dây dài dành cho bác nào mua về tự làm ấy. Thì dây dài, còn dây nhà em bắt thùng nó là cái dây hai rắc kia cơ. Dây không có cảm biến nhiệt độ, còn cái loại dây này là dây có cảm biến nhiệt độ. Đây hoặc con vít này là vít 2 này. Đấy. Vít dài luôn. Mạch cân bằng nhá. Đây mạch cân bằng, đây là cân bằng 8S dành cho hệ 24V 5.5A này. Còn cân bằng 16S của bên em đây. Mạch cân bằng. Đây là BMS JK 200A loại giao tiếp này. Đây là BMS 120A. 120A 200A này. Đây
Đây cũng là BMS JK 150. Chung nhiều mẫu. Hiện tại đó là một số cái vật tư của bên em mới về. Bác nào có nhu cầu đặt hàng thì alo. Đây. Đây là mặt của JK nhé. Mặt xeo JK, đây BMS JK 150 có giao tiếp này. Đấy, cái này nó cắm ở đây này. Đây là các cái cọc này. Đầu ra đang như thế này. Còn đây là cái mặt xếp lót này. Mặt xếp lót thì nó tốn tiền hơn. Đấy, trông nó hoành tráng hơn. Thứ nhất là mạch thì đắt này, xong các cái thanh này nó cũng đi kèm tiền. Cái thanh này cũng đắt hơn. Mặt xếp lót thì như vậy. Bên em bán thì vẫn chủ yếu là bán xếp lót là chính. JK nó mới ra thôi, mới bán được hình như là chưa được chục bộ. Đấy, thế còn cái xếp lót này thì ngày nào cũng bán được này. Xếp lót là phổ thông. Đó là một số cái vật tư hôm nay bên em mới về buổi chiều hôm nay. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ theo số điện thoại 0987006938. Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.